Good morning Việt Nam, chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Nhìn của Quang Đinh. Hôm nay tôi xin được mạn phép chia sẻ với các bạn vài từ tiếng Anh câm mà chúng ta thường hay quên. Cho nên hôm nay tôi đưa lên cái video này để mà chia sẻ, để chúng ta cùng nhau học hỏi với nhau nha các bạn. Và thưa các bạn, đây là những từ câm trong tiếng Anh. Đầu tiên thì có ba từ hát câm. Hour, an hour là một giờ. Honesty, an honesty là một sự trung thực. Honor, an honor là một vinh hạnh. Vì hát câm nên cái âm đầu của những chữ này là O. Và vì O là nguyên âm nên chúng ta phải dùng mạo từ ân trước những chữ này nha các bạn. Thí dụ, an honor, an honesty và an hour. An hour là một giờ, một tiếng đồng hồ nha các bạn. Đó là những hát câm trong cái ba từ này mà chúng ta thường hay quên và chúng ta đọc sai. Kế đến thì là những từ bê phở câm thì có ba từ: pneumonia là viêm phổi, psychology là tâm lý học, pseudomembranes là giả mạc. Ba từ này thì thường hay dùng trong những cái từ y khoa nên ít người sử dụng tới, và khi mà sử dụng chúng ta hay đánh vần sai hết nha các bạn. Và kế đến là từ bê câm thì có bốn từ: debt là món nợ, subtle là tinh tế và nhẹ nhàng, plumber là thợ sửa ống nước, climbing là leo trèo. Như các bạn thấy, từ bê ở đây chúng ta không có phát âm, nghĩa là nó có cũng như không, nó là chỉ trong cái từ nhưng mà chúng ta không phát âm. Đó là những cái từ B. Và thưa các bạn, kế đến thì tôi xin được trình bày với các bạn là từ Eskom. Thì có ba từ Eskom là Island là hòn đảo. Ở đây chúng ta không có đọc là Iceland. Kế đến là Debris. Thì ở đây chữ S đằng sau chúng ta không có phát âm nha các bạn. Và chữ Out là đường đi của cô dâu chú rể mà thường thường chúng ta hay nghe những cái đám cưới đó các bạn. Thí dụ walking down the aisle là đi bộ vào những cái trung tâm mà cô dâu chú rể hay thường được giới thiệu trong những bữa tiệc cưới nha các bạn. Và kế đến là từ ca câm, có bốn từ ca câm và những từ này rất là thông dụng. Know là biết, knee là đầu gối, knock là gõ. Thì no, knee, knock ở đây chúng ta hãy quên chữ K đằng trước nó đi nha các bạn. Và cuối cùng của chữ K là chữ night là hiệp sĩ. Chữ nay hiệp sĩ và chữ nay buổi tối thì chúng ta đọc như nhau, phát âm y chang như nhau, night và night. Đó là những từ ca câm trong tiếng Anh. Và cuối cùng thì tôi xin tổng cộng là có 5 từ: chữ H, chữ B phở, B bò, chữ S và ca câm. Đây là những từ mà câm trong tiếng Anh thì chúng ta thường hay quên đó các bạn, nhiều khi chúng ta không nhớ. Thì thưa các bạn, trong cái video này mình chỉ chia sẻ để mà học hỏi với nhau thôi. Nếu các bạn thấy có gì thiếu sót hoặc là các bạn biết những từ nào mà câm trong tiếng Anh thì xin các bạn hãy cho tôi biết để chúng ta cùng nhau học hỏi. Cảm ơn các bạn đã vào xem và ủng hộ kênh của mình trong 3 tháng qua.
Kính chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an cùng gia đình. Xin hẹn gặp các bạn trong những cái video kế tiếp. Xin chào.